Hai, ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta, gần như làng nào cũng có một ngôi đình và một ngôi chùa. Các cụ ông chỉ ra đình thờ thần rất ít, các cụ ông là ra lễ Phật rất ít, các cụ ông là Phật tử. Các cụ ông con thấy họ đều là trụ cột gia đình và là những người đáng kính. Vậy khi bỏ báo thân họ sẽ đi về đâu? Chúng ta thấy không, câu hỏi của Phật tử này, của cụ bà này hay là cụ này gọi qua tên là Phạm thôi, không biết là Phạm Văn gì hay là Phạm Thị gì. Phạm ở đây chắc là họ Phạm, hay là tên là Phạm. Nhưng cái văn như này không phải là dạng vừa đâu nhé. Với cái văn viết như này tuy chưa là Phật tử nhưng không phải là dạng vừa đâu. Kiến thức á, thế học là có gì, thế gian có ba bồ, chắc cụ này được một bồ rồi đấy. Không đơn giản. Hỏi được câu hỏi này, hỏi được những cái kiến thức như này về Phật Pháp cũng không phải là dạng vừa đâu. Các cụ đừng có tưởng người ta chưa phải là Phật tử mà quay thường nhé. Chưa phải là Phật tử, có thể là nhân duyên chưa tới thôi. Chứ còn nhân duyên họ tới thì họ là Phật tử. Là những người Phật tử là gì ạ? Gọi là cư sĩ Phật tử. Cư sĩ Phật tử là sao? Là những người có trí tuệ, có kiến thức, họ quy Tam Bảo, là người Phật tử để hộ trì chính pháp của Đức Như Lai, giúp đỡ cho gì? Cho cả các sư lẫn các Phật tử chúng ta một phần nào đó về giáo lý của Đức Phật, cũng như là các công việc gì của nhà Phật chúng ta. Đó gọi là cư sĩ Phật tử. Đặc biệt những cư sĩ Phật tử thì họ là thiên về phần tri thức, phần trí tuệ, phần Phật học, kiến thức Phật học đó, để gì? Để hộ pháp cho gì? Cho chư tăng, cho ngôi Tam Bảo. Biết đâu được sau bài giảng ngày hôm nay, ngay tí nữa thiện nam này hoặc thiện nữ này thì đi ra ngoài kia đăng ký danh sách quy Tam Bảo, và trưa nay thì vào trong đoàn quy Tam Bảo. Biết đâu được, có thể là thầy không cảm hóa được nhưng Phật Bồ Tát có thể cảm hóa được. Hoan hỉ tí nữa lại ra thì đăng ký danh sách đi quy Tam Bảo, và khóa tu sau là viết lá thư lên bạch thầy, qua hôm trước thì thầy nói con thì con đã đủ niềm tin vào Tam Bảo rồi, con đã quy Tam Bảo ở tại chùa Khai Nguyên hôm rồi rồi, thì có phải là quý hóa không? Người tin Phật, học theo giáo pháp của Phật, nhưng chưa quy Tam Bảo thì chưa được gọi là con Phật. Chúng ta nhớ cái điều đó cho thầy. Con của Đức Phật chỉ được gì? Được tính từ khi thiện nam tín nữ đó là gì? Đã quy y Tam Bảo. Tức là quy ra liền là quay trở về. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Quy y tức là quay trở về. Nương tựa vào đâu? Vào ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật, là Pháp và Tăng. Phật đó thì đương nhiên chúng ta phải nương rồi, Pháp đương nhiên cũng nương rồi. Nhưng Tăng, có một số các nhà tri thức, các nhà học giả, bây giờ họ nói rằng gì? Tôi rất kính trọng Phật, Pháp, nhưng tôi mất niềm tin vào Tăng, cho nên tôi không quy Tam Bảo. Vì sao? Vì họ thấy là gì? Những tầng lớp là tri thức, các giáo sư, các tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, thậm chí là những nhà lãnh đạo, họ nghỉ hưu. Tất nhiên là họ là những người có tri thức, có trí tuệ và có sự nghiên cứu rất tốt về Phật Pháp. Họ nhìn thấy cái cảnh tượng á, chư tăng bây giờ rất nhiều những vị gì ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, làm những cái việc sai trái, cho nên họ mất niềm tin vào Tam Bảo, họ không đi quy. Vì đã quy Tam Bảo tức là gì? Họ phải nương tựa vào cả ba ngôi Phật, Pháp và Tăng. Phật thì đương nhiên họ không nghi ngờ gì nữa, Pháp họ cũng không còn nghi ngờ gì nữa, vì họ đã nghiên cứu, đã đọc tụng, đã xem rất là nhiều kinh sách của nhà Phật. Họ hiểu biết được Đức Phật dạy. Nhưng mà Tăng thì họ nhìn thấy gì? Đi ra đường nào là Tăng ngồi, Tăng đi hát karaoke, Tăng đi tắm biển, rồi Tăng đi gì?
đèo phụ nữ đằng sau đi vất vưởng đi ở ngoài hồ Tây, hồ bờ hồ ăn kem với nhau, thế thì làm sao họ tin được? Rồi sư ở chùa làng thì ăn thịt uống rượu, thậm chí thì đến thịt chó cũng không tha. Cho nên họ mất niềm tin. Vì vậy mà họ không dám, thậm chí là không muốn quy Tam Bảo, mặc dù rất kính Phật và rất kính Pháp và rất kính gì các vị thánh tăng ở trong gì ở trong cái nhà Phật chúng ta, như là các vị thánh tăng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các vị tổ sư ngày sau rất kính. Nhưng mà tăng bây giờ nhìn thấy họ không đủ niềm tin, cho nên họ không quy Tam Bảo. Nhưng chúng ta cũng đừng có nặng nề vào cái điều đó. Đức Phật nói ở thời mạt pháp này, thì vì sao gọi thời mạt pháp? Vì thời mạt pháp này người xuất gia, Đức Phật nói nhiều như lá cây, nhưng mà người tu nhiều như lá cây ở trên rừng ấy, nhưng mà người tu hành ở chân chính thì ít như gì như lá cây ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai ấy, cũng có nhưng mà ít. Vì vậy mà một số những nhà trí thức, những người có trình độ lý luận, có kiến thức sâu rộng ở về thế học cũng như là nghiên cứu Phật học, họ không dám quy Tam Bảo. Nhưng theo thầy như thế này, thầy đây là thiền nghĩ của thầy. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói gì? Con sâu làm gì? Làm dầu nồi canh. Thời mạt pháp này tu hành khó lắm. Nếu duyên nó đủ đến lúc nào thì chúng ta gì cứ phát nguyện để tu thôi, chứ không cứ là phải được, phải bao giờ phải gặp một vị cao tăng đắc đạo thầy là La Hán, là Bồ Tát xuất hiện ở thế gian tôi mới quy Tam Bảo, tôi mới nương tựa. Nghĩ như thế là gọi là thiên kiến, có thể gọi là gì ạ, gọi là kiến thủ, gọi là kiến thủ kiến. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là thiên kiến, là kiến thủ, là kiến thủ kiến, cũng không tốt. Đánh mất đi cơ hội trở thành một người đệ tử Phật tại gia của chúng ta. Năm nay Phật tử này đã 71 tuổi rồi, tôi cứ cho là sống tròn 100 tuổi thì còn có bao nhiêu năm nữa? 29 năm nữa thôi. Nhưng chúng ta có chắc là chúng ta thọ được 100 tuổi như lời chúc nhau không? Có ai chắc không? Không chắc. Cho nên chúng ta phải biết quý tiếc ngày tháng, quý tiếc thời gian. Còn một ngày nào đó con còn được thân người, con nguyện sẽ làm đệ tử của ai? Đệ tử của Phật. Con nguyện sẽ làm gì? Làm con của Phật. Còn chúng ta quy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, không phải là, ví dụ các quy ở chùa Khai Nguyên này, không phải là các quy với ông gì? Ông Thịnh. Mà ông Thịnh chỉ là cái người hướng dẫn chúng ta quy thôi. Mà quy ở đây là gì? Chúng ta nương tựa vào mười phương gì? Mười phương tăng. Mà mười phương tăng đó thì có các vị thánh tăng như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, vân vân. Các vị thánh tăng ấy tuy thì hiện nhập Niết Bàn, nhưng các ngài vẫn phát nguyện trụ thế để hộ trì chính pháp, giáo hóa độ sinh bằng nhiều hình thức, hữu hình hoặc vô hình, các ngài đều có cả. Cho nên các vị quy Tam Bảo, tức là quy mười phương Phật, quy mười phương Pháp, quy mười phương Tăng. Chúng tôi ở đây chỉ là cái người gì? Hướng dẫn cho các quý vị quy Tam Bảo mà thôi. Chứ không phải là quy ở chùa Khai Nguyên này là gì? Là nương theo ông Đạo Thịnh để tu. Ông Đạo Thịnh chỉ là người thầy gọi là dẫn đường chỉ lối cho chúng ta một phần nào đó. Còn các quý vị phải nương vào mười phương Tăng để tu. Các quý vị hãy nhìn vào gì ạ? Những vị tăng có giới hạnh, có đạo đức để mà tu, chứ đừng nhìn vào những vị tăng phạm trai phá giới, hư hỏng xuất hiện ở thế gian, ở làng xóm chúng ta gì mà bỏ đạo vậy. Đấy là cái lời khuyên của thầy như thế. Còn nó tùy theo cư sĩ này, xin lỗi chưa được gọi là cư sĩ, tùy theo thiện nam hay tín nữ này phát nguyện được hay không, thì đó là nhân duyên của các quý vị. Nhưng tôi nghĩ rằng mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Còn sống ngày nào chúng ta bỏ đi cơ hội một ngày trở thành người con Phật ngày đó,
thì ngày mai nhớ không may ân hận xuống dưới cửu tuyền rồi, muốn được quy Tam Bảo cũng không được nữa, và không biết bao giờ cho mình được thân người để được đối trước Tam Bảo, đối trước đại chúng, đối trước chư tôn đức tăng ni để phát lời thệ nguyện: đệ tử con tên là, pháp danh là, suốt đời quy Phật, suốt đời quy Pháp, suốt đời quy Tăng. Không dễ đâu các quý vị nhé, không dễ đâu. Đó, cho nên thôi, thầy cũng gọi là đây là một vài lời gọi là sách tiến. Vì Phật tử này đã nói với thầy là gì? Nhất tử vi sư, thiền nam tín nữ này nói với thầy là gì? Nhất tử vi sư, bán tử vi sư, tức là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thì thôi đáp lại thầy thì cũng chẳng màng là gì ạ, tuổi cao sức yếu. Tuổi chưa cao nhưng mà sức đã yếu rồi, nói suốt mấy hôm nay thì cũng mệt rồi. Xin các Phật tử dành cho vài phút như thế để có vài lời động viên và góp ý với gì với vị thiện nam tín nữ này, như thế. Còn thì tùy duyên thôi. Các vị trở thành Phật tử thì thầy cũng vẫn thế, còn các vị không thành Phật tử thì thầy cũng vẫn vậy, có đúng không? Nhưng trở thành Phật tử thì được cho ai? Được cho ai? Được cho chính gì ạ? Được cho chính gì? Thiện nam tín nữ này vậy, chứ không phải là được cho thầy. Tất nhiên các vị trở thành Phật tử mà tu hành chân chính, sau này được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật có xét về nhân duyên công đức vì sao mà được vãng sinh về Tây Phương. Xét ra nói gì? Do cái ngày đó, tháng đó, năm đó, ngày 21 tháng 11 năm Canh Tý, có đến tu Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Chùa Khai Nguyên, đưa câu hỏi lên về gì? Đáng lẽ thì vẫn còn vương ở trong lòng á, chưa quy Tam Bảo, nhưng sau khi được cái ông thầy chùa, ông gì, ông động viên, ông khuyến khích, ông giải thích, ông khích lệ cho nên quy Tam Bảo. Từ đó về gì, một lòng một dạ tu hành tinh tiến, cho nên nhân đó mà được vãng sinh. A Di Đà Phật nói là thế thì gì, cái ông thầy chùa Khai Nguyên đó gì, cho nó một chút xíu công đức bằng đầu móng tay vứt đi này thôi, dù một tí thôi cũng quý các quý vị. Ở cái thời này được chút xíu cũng phải bòn mót, được chút xíu công đức như cái đầu móng tay các vị cắt đi thôi cũng phải nhặt lấy, phải cất lấy. Một ngày nào đó chúng ta gì cần dùng, biết đâu một ngày nào đó tôi vào trong A Tỳ Địa Ngục, Diêm Vương có hỏi vì sao ông tu hành mà phải vào đây, tôi thì già A Di Đà Phật, vì tôi tu không tốt cho nên tôi phải vào đây. Diêm Vương hỏi trong đời tu của ông có làm được gì tốt không, bảo xét lại, nhìn lại hết, bảo gì, cái tốt thì không có nhiều, chỉ được có một chút bằng cái đầu móng tay, đó là gì, đó là khuyến khích động viên khiến cho một Phật tử được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thôi. Lúc đó Diêm Vương nghe như thế liền là phải gì, ông này tuy tu không tốt nhưng cũng có một chút công đức phúc báo là khuyến khích giáo hóa bảo người về Tây Phương được, cho nên liền là từ ở trên tòa đang ở trên hầm hầm vỗ bàn thế này, liền là đi xuống là gì, dạ A Di Đà Phật thưa Bồ Tát trong tương lai. Bây giờ chưa phải là Bồ Tát nhưng mà tương lai có thể là gì, sẽ là Bồ Tát. Vì sao? Phát tâm Bồ Đề khuyến khích giáo hóa động viên người bỏ ác làm lành, lánh giữ tu thiện, vãng sinh Tây Phương, thì đó là gì, tốt hay xấu? Tốt mà. Nay tuy vào trong A Tỳ Địa Ngục nhưng cái nhân này, nhân tu vẫn có gì, nhân tốt, cho nên Diêm Vương liền là xuống là gì, là mời Bồ Tát tương lai đi lên trên kia, đây không phải là chỗ của ngài, có lợi ích không? Có lợi ích, cho nên nay tôi phải chịu, có phải ngồi đây đấy.